Năm 2023, 10 đơn vị trong khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua tại đơn vị. Nhiều cán bộ, viên chức nỗ lực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, làm cơ sở tham mưu tốt cho lãnh đạo trong công tác lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Trong năm 2024, yêu cầu đặt ra với các đơn vị trong khối là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tại các đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp các hoạt động thi đua trong khối để tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Ngày 11 tháng 12, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng năm 2023, khối các cơ quan tham mưu tổng hợp nội chính, tư pháp và truyền thông. Khối gồm 12 chi bộ, đảng bộ với gần 650 đảng viên. Năm 2023, chi bộ Cục Thống kê làm đơn vị trưởng khối. Trong năm, công tác xây dựng Đảng được các đơn vị trong khối chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Đã kết nạp mới được 13 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, 5 trên 12 chi đảng bộ đã xử lý kỷ luật đối với 8 đảng viên. Tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt cao. Trên cơ sở thảo luận đánh giá kết quả đạt được, các chi đảng bộ thống nhất báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023. Đồng thời suy tôn Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên là đơn vị trưởng khối năm 2024. Khối Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có 1 đảng bộ và 10 chi bộ với trên 260 đảng viên. Năm 2023, các chi đảng bộ trong khối luôn phát huy vai trò lãnh đạo, tăng cường trau dồi đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, động viên cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được duy trì thường xuyên. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng được triển khai đầy đủ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2024, các đơn vị trong khối sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, duy trì đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng của các chi bộ theo quy định, sinh hoạt theo các chuyên đề, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ, gắn với thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở các cơ quan đơn vị.